không? Ừ, nước hạn chế nè. Ca là bạn đi xe. Cá còn lên nữa không anh hay là hết rồi anh? Dạ, hai cô, ba cô đang đánh dĩ cá. Hiện tại là mình đang có mặt ở trên cảng cá Gành Dầu nè cả nhà, ấp Chuồng Vít, xã Gành Dầu. À, mình đang ở cảng mới. Đây, bây giờ mới là 6 giờ 20 thôi. Mình lên đây quay cảng cá trên này cho cả nhà mình xem nha. Mình chuyển camera lại. Đây. Gành Dầu nè cả nhà. Sáng nay 6 giờ 20. Giờ nước bao vô hết ta. Trời đông. Cơm. Lên cá cơm nha. Quá trời cá cơm đi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, mời con mình để nhà mình ném đi, ném dưới đi, chặt cái mai con nha. Ngoài kia con. Ghê. Ai da.
thơm quá trời luôn. Đang lên các cơm hai ghe luôn, chỉ có chuẩn bị cặp vô luôn. Sáng ngày trời mưa nha. Cái kèo cháo cái kèo cháo đi tụi bán bỉ mà cháu không hết vậy. Cái này cái gì anh? Cái kèo cháo hả? Chơi tươi luôn nè cả nhà. Thơm cháo. Thì là cá mắt kiến hả? Là cá cơm. Còn một bọc nữa kìa.
dục lên. Bốn đâu? Không, bốn đâu. Ghế là cái giấy đúng không? Ừ, có một giấy nè. Này đi chợ Dương Đông bán ha anh. Quá trời luôn, cá cơm nhóc luôn. Cá cơm thì xe vận chuyển lên xe này đi làm nước mắm. Ở dưới này cũng là cá trao cháo không luôn. Ở bên kia một cái quá trời luôn. Còn chiếc đó chờ cặp vô nữa. Mà mình chưa có thấy mực. Ồ, chú này lên, chú này có mực. Đi trước đi. Không. Mình lọt, thôi có nhiều cá đâu phải cái xe. Để bọc bóng lên trước đi. Xe, để có nhiều ca. Để đâu? Đó, bỏ dưới đi, bỏ trước đó. Ông đại ca cho bỏ trước đó. Đâu? Đó chưa? Như để lại. Nhờ con gửi ra. Rồi chạy đi. Anh này vận chuyển đi về Dương Đông. Còn ngoài kia một chiếc nữa kìa, chiếc nó chuẩn bị cặp vô đó. Cá ok, ra bên đó mình bắt quá trời cá cơm luôn đó nha. Ngoài đó nghe phía ngoài chuẩn bị cặp vô nè, cá cơm quá trời luôn. Chắc mà nó cặp vô trong này. Trời, chú đó cặp vô nữa. Nên chuẩn bị cặp vô này cả nha. Giờ thứ hai. Nghĩa là cặp vô. Ghê không? Cá này về là nước mắm. Nữa.
cơm nữa cả nhà. Có cơm quá trời luôn. Mà lòng anh nhắn đây. Ra vô. Cái gì đi cha? Cá rúng. Gắt đó kia bà cá thiều. Cá thiều, cá rúng hả? Đang ở dưới. Gì hả? Em đi xuống dưới, mình đi xuống dưới cảng, mình đi xuống dưới sớm biển ở dưới đây. Lưới bao mà. Sớm biển nè cả nha, ở dưới gành dầu. Ở dưới này lên cá quá trời luôn. Mình không biết. Bài có ở đây không ta? À, bài á. Cá thiều. Cá còn lên nữa không anh hay là hết rồi anh? Cá hồi nãy lên cả đi. Gì hả? Ờ cũng ghê. Tiếc ghê. Đây còn con cá này nữa. Con cá đó hồi nào nữa ta? Wow. Cá nãy trong bọc đây nè. Cá bè. Bọc đẹp chứ không ạ. Bọc ghê luôn cả nhà. Đã ghê. Cái này cá này mình làm cái gì hả cô? Làm chả hả? Cắt đầu ra sẵn. Vụ đó ok. Vụ này đi đám cưới là chị làm hoài cưng ai ăn ăn chứ chị quay không? Dạ. Dạ. Cá này làm khô hả cô? Đó, cá này là cá lạc đó, con lươn nè. Dạ. Bà kiếm cá nhám, giờ có nhám này nè, hả? Nè. Thôi bự mới ăn, con đông ăn. Ngoại ơi. Em đang ăn. Cua măng nó hơi chua, với lại cá hủy châu muối chiên ngoại ơi. Có căn hố nữa. Em chua măng ngon. Cứ nghe nè, muối chiên lạch lạch cũng mặn nha. Có tiền nè. Ừ dạ. Chút có tiền lên cho ngoại mẹ mới chứ. Cá đuối nó chua măng nghe ngoại. Cá đuối nó chua măng. Ngoại lấy cái măng non non nè, nếu mà ít quá thì mua hai bịch, lấy cái non cái dài một bỡ nghe. Ngoại ơi, cái đuối nó canh chua, còn cá lưỡi châu bà kêu muối chiên gì đó. Muối chiên. Cái cảng cũ bên này cá nó còn lên không hả cô? Ở đây lên chỗ này không hả cô? Dạ. Dạ. Cầu cảng với đó nãy con mới xuống đó biên phòng không cho, không cho quay. Dạ. Ngoài ngoài. Cái đuối. Nóng lạnh sáng đêm luôn. Cái đuối này làm khô ăn ngon lắm. Ai biết em buổi đầu tiên không sao mà. Cá đuối này bán nhiêu ký hả cô? Dạ. Con bọc gì bán bọc gì đó hả cô? Một ký vậy. Một ký giờ có chân mũi này. Ờ, một mũi chứ hả? Nè, con là em là 2 chục ngàn một ký. 3 đêm luôn mà giờ mũi này bình thường. Biết sao không? Ta ngủ mà nó trả về kêu luôn á. Quá trời luôn. Hầm xuống là nhắm mắt, nằm xuống nhắm mắt. Lúc đó trả xài chá này. Đi về vô hả? Hả? Cá vô. Đi về 2 ngày. Nó lựa ra. Ôi đẩy nó hết. Trong này có cá. Rồi, cái bây giờ nó chích đầm nãy đâu đâu hết rồi. Đâu lắm chị vô. Ủa, làm gì á? Hả? Bữa nay, bữa nay cái đồ này không em? Hả? Cá xuất khẩu của nó 20 ngàn một ký. Dạ. Bữa nay sẽ có đúng. Cá này đều hết là 20 ngàn hết. Ủa, nhiều không có đi được. Bà Sáu ơn làm hả? Cá bảo bị hành luôn. Quá trời, cá nói rồi chị Hải ơi, bọc này nè. Dưỡng dằn luôn. Thôi, có muối không? Cá này làm chả hả cô? Cá mối làm chả hả cô? Người ta làm khô tiêu đường. Làm khô. Làm khô mặn. Dạ. Còn này cá chả nè gân. Đó, cá chay. Chay, kiếm chay. Bà Hải con kiếm chay. Chị đó, kiếm chay.
Trời ơi, bữa lớn đây cũng bữa hại qua nào nóng gì cũng đủ bán hả? Bữa lớn đây cũng tha cho người ta đi trời. Không nhẫn. Bán hết rồi tối cho ông nội nó quậy hai mấy ký. Được đó hả? Cũng quậy trên mình nó hai gành dầu ha. Ừ. Mà cá đuối. Cái gì mà cái hộp tròn. Nó trời. Cái này là cá chai nè. Cái này làm chả hả cô? Ờ đúng rồi. Chả ngon lắm. Ký 150. Em chị bao hàng ế đó em không chị thấy. Ở đây đủ loại luôn á. Dài chim gì đủ hết. Chai chim mối gì đủ loại nhà. Đuối. Ừ. Mất nào trên trước đi. Mất con nào lắm à. Nè nè em thấy không? Này 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 nè, đó này chim, chim này chim đen. Ừ, rồi bắt chim trắng thôi. Đâu cũng có chưa có. Không có chim trắng đủ rồi. Ngày nào phải cũng chữ hết á. Trời bọc này tắm luôn rồi trời chị hả luôn. Tắm luôn như cái gì tay của bà nội nè. Mẹ. Không lo lửa cá chợ bán của nó bán không. Không có không có cá chợ. Nè là thằng cá mối không nè, vui lửa qua bán sợ nó xịn hương nó mất công. Cá mồi hả cô? Hả? Cá này cá mồi hả? Cá mồi tái chanh. Sao lại mày? Mới chết rồi. Sao sao? Sao ăn mà mình đâu có nhậu đâu mà sợ. Trời tái rồi. Ta hay vậy ta, ăn cá tái đâu. Ủa đây con kia mấy ai kia bán không? Sớm biển ở dưới gành dầu. Đây có cái đường chạy lên trên đường chính lại nè. Đây nè. Lên đó là tới ngay đình thờ Nguyễn Trung Trực á. Còn cái này là ở dưới sông biển. Ở đâu? Dạ, yeah, chạy lên đó chút. Chấp. Mua 5kg cá đuối. Chút nữa mới nào trả hả cô? Ừ. Dạ. Cá chả, chả cá chà mày nạo bán nhiêu ký cô? Ký 50 hả? Bán trên chợ gành dầu hả cô? Không có bán rồi đem đi xuống Nhân Đông, cần cái này giao cho người ta chứ không phải bán. Bán là bán cá chai nãy là mua nạo ra quốc á. Dạ. Ừ, đây là cái 50 ký này. Rồi. Đó đi bộ lên đó xin mấy cô đó quay cá chả. Xíu thằng đó có mấy cô nào chả rồi để mình xin lại đó quay mấy cô nào chả cho nó nhầm mình xem. Nào chả hả cô? Cô con xin quay xíu được không cô? Cái này là cô đó. Dạ, dạ, cảm ơn. Cái này là cái gì cô? Cái này cá mối. Cá mối hả? Làm khô. Cái này mình làm mình bán hả chị? Hay là bao nhiêu một bông, bao nhiêu một ký hả chị? Buổi sáng ở dưới này cá lên nhiều không hả cơ hả chị? Cá nó lên. Cũng bắt đầu cá tốn. Dạ. Cái này là cắt đầu xong rồi đánh dậy rồi. Nó xuống mà xuống tới dưới kia buổi chiều á. Nghe nó vô nó nhiều. Xuống cảng đó hả chị? Gặp như thế này cho hãy là người cảnh nó bị. Đây là ra nhà hàng. Em cảm ơn nha. Đây có sắm lưới vô. Ôi mấy chú đánh lưới ghẹ mà nó kìa.
đậu bên đó, đang chờ ngoài đó. Đằng kia là cầu cảng quốc tế đó, cầu cảng nhầm, cầu cảng cá ở trên Ngành Dầu cả nhà, cầu cảng mới xây á. Ngon ghê. Tùm tích. Đây là sò điệp. 8 kg. Nhưng mà cái cân này bị lệch mấy chục gram hả? Cái giác nhìn cái nguồn. Giờ phải chịu chứ biết làm sao rồi. Chú Quân ơi, chú đi mang về ăn đi của ai đây? Của bà mai non nữa đó. Mọi người có tí tép mà không để con chú tí cả. Em là cân cân đâu. Hôm nay có tép không để con chú tí cả. Bỏ nào con ngọt. Tí này đúng đó. Chắc giờ bẻo quá. 8 kg 73. Ồ còn sống luôn. Không cân được đâu. Con này nó hư rồi. Cái mới trong nhà em mới đó. Vui. Ba con cá giờ bẻo còn sống luôn. Ghẹ. Ở đây có cái đường lên trên chợ lại không cô? Thằng đó nữa. Cái này 700 gram đúng không? Ừ, 73. Rồi để. Dạ. Dạ, nó gì vậy? Dạ, nó gửi ai gửi gì đó. Dạ, ba còn đứng đây đùa mình đây mà không thích. Thấy chưa cô? Đường lên chợ đằng kia. Để anh hỏi thăm đường lên trên chợ Gành Dầu luôn nha. Cái gà 7 kg 300 đồng của chú đúng không? Con của ông. Con nhỏ thì phóng sinh nữa đi. Không phải trẻ con, tôi thấy kia bảo trẻ con thì trẻ mới bỏ á. Tôi mới thử trẻ nó cũng thôi chứ biết nó ăn nó sao nữa. Nghe bảo trẻ mới bỏ cho nó cái tầm để quên cái túi đựng gà ngoài này không biết ai cầm dùm không. Dạ. Dạ, quay thì sống bà con ở biển này rồi. Dầu cả nhà. Là cái chút xíu nhỏ 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 này nè, để con đi vô coi thử có gì không. Dạ. Dạ cái đứng chờ đó đi, con đi vô chợ. Cú đồng. Chợ Gành Dầu nè cả nhà. Mình đang đứng ở ngã tư. Để mình vô chợ coi coi có cái gì để quay không. Mình thấy có mực. Cô cái gì đây cô? Cá mối thôi. Dạ. Nãy cô phải lại số con chụp hình cái gì đó. Dạ. Đây đó hả? À, nãy còn lại số cái gì đó. Dạ. Như cá này mình phơi ra khô mình bán nhiêu ký hả cô? 180 thôi. Dạ. À. Muối mặn hay là muối chưa được? Muối vừa ăn chứ không muối mặn không? Dạ. Cảm ơn nha. Những cái dĩ mà cô phơi trước nè. Cái đó chụp gì đâu có thấy đâu, thấy ở dưới kìa. Dạ. Cái này là cá phơi rồi đó hả cô? Cá phơi rồi. Chợ mình lúc này bán buôn bán đông không hả cô? Dạ. Dịch mà làm gì có người ta được. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha cô. Bên đây là cá đồng.
gì đây? Cá điêu hồng. Wow. Cá nhồng. To ghê. Cái nhồng mình bán nhiêu ký hả chị? 70. Cá này về mình nấu bún cá ăn ngon lắm nè. Cái nhồng bự này về cắt ra nấu bún cá ăn à. Quá êm luôn. Này là cá thiều. Cá mú. Cá mú. Cái này cá mang ớt hả chị? Ủa đây có cá rụng sống luôn nè. Đây có con cá trình nè. Wow. Cá chèo bẻo. Đây là cá mú. Cá mang ớt nè, mang ớt sống luôn nha. Nhìn nó le ra. Thằng văn của nó kìa. Sao chợ con tới đây mình này không có bán. Cá chả với tép hả? Ủa cô trong chợ nhà lòng không có bán hả cô? Nghĩ chỉ bán ở ngoài thôi. Đây là hết chợ rồi. Quay phải trả tiền nha. Dạ. Dạ cho em xin quay miễn phí được không ạ? À? Để em giới thiệu cá lên cho. Này có cá bán cá ba sa nè cả nhà, cá rô, cá lóc, cá chê đầy đủ. Hết chợ rồi. Cái đây là hết. Chợ mình lúc này cũng vắng hả chị? Dạ. Mực. Trời đẹp. Khu vực hôm nay là chợ nhà lòng mà bây giờ nghỉ bán rồi. Còn bán có một con đường duy nhất như thế này thôi. Chị này bán cái hết hết. Cái đồng. Cái anh đẹp trai đổ hộp nó mất tiêu. Buồn hiu vậy ta. Còn cha mình đứng chờ hằng đó kìa. Giờ mình đi về nha cả nhà. Sáng nay mình đi cảng cá rồi chợ ở Gành Dầu. Lúc này bà con mình cũng bán cũng không có náo nhiệt như lúc trước.